Mới đầu lên thì cũng hơi run run, xong nhưng mà sau một tuần tập luyện thì các anh cũng hòa đồng nên là mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều rồi ạ. Thanh Bình đã đối đầu với chính đàn anh ở đội tuyển Việt Nam ở hai trận đấu giao hữu năm ngoái, tháng 2 năm ngoái. Vậy thì những trận đấu giao hữu đó có giúp gọi là Bình gọi là hiểu hơn về năng lực với trình độ của các đàn anh trên đội tuyển quốc gia hay không? Nói chung là các anh thì trình độ rất là cao nên là những trận đấu ở V-League thì mình cũng có xem qua nên là cũng hiểu một phần nào đấy trình độ chuyên môn của các anh rồi. Mình là một cầu thủ hiếm hoi gọi là ở hàng hậu vệ thi đấu trọn vẹn cả mùa giải ở tình thế hiện tại. Điều đó có giúp em tự tin hơn, có phần lợi thế để giúp em có thể cạnh tranh được vị trí để đi UAE ở vòng loại World Cup cuối cùng, vòng loại World Cup tiếp theo hay không? Em thì em cũng chưa nghĩ đến việc cạnh tranh vị trí đi UAE tại vì em còn rất là trẻ nên là em trước khi lên trên đây thì em cứ cố gắng tập luyện hết sức mình là được để hòng lên đây để học hỏi các anh là chính ạ. Những ngày vừa rồi thì huấn luyện viên Park cho các trò tập khá nhiều ở những buổi giữa trưa, tập khá là nặng. Vậy thì đến thời điểm này thì mình với cả các đồng đội thì đã gọi là làm quen thích nghi dần với chế độ tập luyện, thời gian tập luyện khá là khắc nghiệt như vậy chưa? Vâng, thì sau một tuần tập luyện như thế thì bọn em cũng dần dần thích nghi được cái nắng của Hà Nội rồi, nên là bọn em cũng dần dần đã quen rồi ạ. Cái nắng của Hà Nội này huấn luyện viên Park còn nói là sẽ có điểm nào giống với cả thời tiết ở UAE sắp tới hay không? Thầy cũng nói rằng thời tiết ở Hà Nội này cũng tương đồng với thời tiết ở bên UAE ạ. Là gọi là em út của trong đợt tập trung lần này thì em có cảm thấy áp lực gì không, và có chia sẻ cho anh học hỏi người đàn anh nào trong đợt tập trung lần này? Đây cũng là lần đầu tiên nên là em cũng hơi áp lực một chút nhưng mà trong đội thì các anh cũng hòa đồng vui vẻ nên là dần dần em cũng cảm thấy tự tin hơn rồi. Người anh nào mà em hay gọi là có người đàn anh nào mà em hay gọi tìm đến gọi là để chia sẻ hay là học hỏi trong đợt thời gian này hay không? Cụ thể Thì em ở phòng với anh Tô Văn Vũ thì nói chung là hai anh em thì cũng ở phòng thì cũng nói chuyện với nhau nhiều nên là chắc là em thân với anh Tô Văn Vũ nhất. ở trong đợt tập trung lần này cũng là một đợt tập trung lần này thì cầu thủ tập khá nặng và chúng ta đã có trường hợp chấn thương của sân trường như là anh Hoàng Đức. Vậy huấn luyện viên Park có những chia sẻ gì để cho các cầu thủ tránh bị chấn thương khi mà tập luyện hay không? Thầy cũng có chia sẻ rằng những tình huống mà bóng nguy hiểm mà từ đằng sau thì nói chung là cũng nên tránh đi tại vì những tình huống mà bóng vào sau thì nói chung là cũng rất là nguy hiểm ạ. Còn về trình tập nặng như kiểu là để nghỉ ngơi hay là để tránh chấn thương về cơ bắp thì thầy có dặn dò gì không? Thầy cũng chỉ nhắc là ăn uống đầy đủ rồi massage để phòng tránh chấn thương ạ.